nước mắt rơi. Hóa ra bình yên chỉ đến đây, hóa ra bình yên chỉ thế thôi. Khoảnh khắc đẹp là lúc ta còn yêu. Nỗi cô đơn ngày một lớn hơn trong tim anh. Nỗi nhớ về em như đau thấu tâm nào không sống xa, có tình yêu nào giữa chúng ta. Nước mắt rơi vì một người thứ ba. Người ta cho em bao cơ hội, còn ở bên anh chỉ thế thôi. Anh lấy tư cách gì để mà trách móc em? Người ta luôn cho em thật nhiều, còn anh chẳng biết cách nuông chiều. Thì em ra đi là điều thật dễ hiểu. Mình anh nơi đây có hương cười, dù biết phía trước không người, anh vẫn đi tìm, tìm lại ngày anh có em. Giờ em đã kết thúc câu chuyện và xem anh giống kẻ phản diện. Từ lúc em đi anh đây không còn bình yên. Mà em đối xử với anh vậy hả? Thì sao chứ, anh cho tôi được cái gì? Tình yêu á, anh muốn tôi thành nàng công chúa trong chuyện cổ tích hả? Tôi nói cho anh biết, loại như anh á không biết phân đấu thì chẳng có ma nào theo anh đâu. Nỗi cô đơn ngày một lớn hơn trong tim. Về em như đau thấu tâm can. Có bình yên nào không xót xa, có tình yêu nào giữa chúng ta. Nước mắt rơi vì một người thứ ba. Người ta cho em bao cơ hội, còn ở bên anh chỉ thế thôi. Anh lấy tư cách gì để mà trách móc em? Người ta luôn cho em thật nhiều, còn anh chẳng biết cách nuông chiều. Thì em xa đi là điều thật dễ hiểu. Mình anh nơi đây có hương cười, dù biết phía trước không người, anh vẫn đi tìm, tìm lại ngày anh có em. Giờ em đã kết thúc câu chuyện và xem anh giống kẻ phản diện. Từ lúc em đi anh đây không phải xin.
chưa? Anh ấy đủ tình yêu dành cho con, và anh ấy sẽ bảo vệ con. Có thấy được mà cô. Tại sao em lại giấu anh? Mẹ chỉ muốn thương lòng anh thôi.